Khởi động đã. Giặc kinh luôn nhá. Giặc kinh luôn. Được, không để 1 giây thì không phải 5 rồi. Giặc kinh luôn không là không phải 1 giây xuống được. Đúng rồi. Chờ đi. Làm đúng luôn. Giờ yếu rồi. Làm đúng luôn. Làm. Thế chứ? Xem thử đấu siêu kinh điển đã. Làm đúng. Người phát cổng thanh nhàn đấy. Hào rất xịn. Đấy. 1 giây không phải xuống được. Cẩn thận bay người đấy. Đấy. Khó nhiệt. Nhất người. Tao bảo mày cầm hai tay mình kéo lại. Kênh rồi thì khóa chắc vào. Gỡ. Trời ơi, khỏe chưa? Ủa, chưa không nhích tí nào luôn. Không được cuộn được cố à. Ủa, không cuộn được khỏe luôn. Không nhích một tí nào luôn. Hồi nó kiểm tra nhọc vào. Hồi đó, hồi đó. Hồi đó. Gỡ. Ủa, thôi, bỏ đi. Ủa, mất cổ đấy đi. Go. Tập tính mấy cái. Nhiều người comment không? Nhiều người like không? Sắp vào thế giới idol rồi chưa? Khả năng anh phải tăng tết vào mới mình buồn lên, mình lên mình tập mấy cái. Được tập hát đánh bạn. Có ban đăng hoàng. Đang mạnh mạnh lên. Đang lên đánh. Long đánh căng quả thế nào? Go. Go. Ngồi xuống. Ừ. Đỗ. Đấy, cho Tùng học Tuấn Anh. Trái. Chịu đấy. Tay hai bên tự giác đỉnh. Xoay cổ tay. Cổ tay. Cái này mà vẫn xoay à? Thôi đánh đi, cho đánh đi. Giao lưu. Chuẩn. Chuẩn mới vui đúng không? Ờ, bắt chuẩn. Này lâu quá. Long à? Lâu gì mà chuẩn. Quên lắm mỏi mẹ. Tối đi. Tối đi. Lắm lâu mỏi mẹ rồi cho đánh đi. Mai anh bảo mỏi thân. Mai anh bảo. Tôi cho hai cũng cong cong tí được anh bay chứng chiều. Hello. Hello. Ok nhá. Bắt tay nhá. Ngoài chưa được cổ chưa được rồi. Go. Hào hình quá nhờ. Kiên yếu rồi. Chưa vào được hút rồi. Tiếng Anh mà. Không điệu mà lên rồi đấy đi. Điệu mà lên thì không Tùng. Hả? Giờ cần gì phải lên? Có tiền. Có tiền là có hết. Mút làm hai viên Viagra vào là hết. Ngày cho mấy chục đô. Đúng rồi. Hết rồi. Ui. Chóng mặt à? Uống nước vào. Cậu nhiều với cả tung lắm rồi. Khả năng là tí anh. Rồi. Đây là 2024 phải chiếu lại nhá. Không chơi được. Ơ, em vừa đi vào cái cột điện đấy. Ừ. Cái... Chiều lắm. Đấy cụ trỏ nhá, lòng nhá. Đá mà cửa xếp vô tường ấy. Ôi, vẫn cổ vẫn còn nguyên. Dần anh Tùng vừa ăn hết con gái rồi. Mày phải vào giết hết rồi, hết rồi. Trái thì chắc mát ngò đấy. Đỉnh rồi, Go. Này cô chó vào anh Tùng.
kéo xuống nhưng đâu quảnh hết hơi yếu á. Của trò chưa ra đâu. Chơi đấy. Tùng lên vai như là. Anh vẫn đang cầu quá. Anh ngồi lại có mà ngồi đây. Anh chỉ mỏi chân thôi. Anh mỏi chân thôi. Vai trái. Anh kia là sao trái của cân kia. Mày bây giờ mày đang trên cân nó mày. Cổ vũ. Buông đi, xoay. Xoay nữa đi. Xoay, chém. Xoay. Xoay nữa đi, xoay nữa. Xoay. Nữa. Một tí nữa. Xoay cổ thẳng lên. Ok. Xoay ra. Cổ. Rồi. Rồi. Mày cổ lịch đi. Bán Uber nào nhỉ bạn? Hét nữa đi. Không đấy là biết là xong rồi. Không hét đâu. Hỏng rồi, mỏi rồi. Mỏi rồi. Mỏi. Không nắm được. Hiểu lại sang bên này. Không nắm được. Liên tục. Xoay nhiều quá, nắm lâu. Mày bị đánh vào ngón út. Đánh nhá. Chân tay to lên. Săn nó vật bảy lên. Bảy lên. Chờ đang chiếm đá đấy. Mày bị những đối thủ nào mà chơi kéo kiểu này là mày không đánh được. Mày lấy cái kéo cục đá. Lại đá một cục rồi lắm, một cục. Anh chèn. Ghê, ơi lâu lắm. Tôi có móc luôn. Không được. Đây ông cục dài. Muốn móc được để chém đi. Anh còn kiên lực hơn đấy. Đập sang bên. Thường cứng đấy. Đi nữa đi. Xoay nào. Anh kiên xoay ra. Nó chèn này. Cầm một tí nữa đi. Ôi trời ơi. Trời ơi, cái móc là phiếu đi rồi. Hiểu đọc một sải rồi. Hiểu móc từ khó, hiểu móc của anh rồi. Đây đây. Dán rồi, dán búa rồi. Đúng kinh ạ. Thẳng tay rồi, thẳng tay rồi. Thôi thua. Thẳng tay rồi. Ui. Đây làm gì ấy? Đá đây. Đây làm gì ấy? Đây làm gì ấy? Đây làm gì ấy? Đây làm gì ấy? Kiên nó hay nhờ. Kiên đẩy tốt đấy. Kiên đẩy lên. Tỉnh lại móc tốt đấy. Kiên tối qua đánh đỏ cả mắt mũi rồi. Hả? Tối qua làm mấy giờ đấy? Có làm đâu, nghỉ rồi. Kìa? Đang nghỉ. Nghỉ Tết mà. Thế tối qua uống rượu rồi. Làm ca kia căng quá. Ca kia căng quá. Đi lúc làm việc. Xoay đi một trơn à? Trơn cát luôn. Thế này anh chạy, em bảo anh nhá. Dậy đấy. Tay trơn. Chẳng mày là hết số đẩy rồi. Anh vào trong về anh đẩy lên. Nó quánh ngon quá. Có nhiều ngón tay đẩy lên. Anh chở dịch vào trong lên này. Nghe em để dịch vào trong một tí. Chở dịch vào trong một tí thì anh mới đẩy lên được. Không, nhéo là nhíu nó vào tốt. Phải đẩy lên được quánh ngón đấy. Đi đó, anh kia anh phải kia góc này đấy chứ không phải là góc cầm rồi rồi chưa anh Kiên đang vào góc có lực rồi lỗ của giỏ rồi lỗ của giỏ rồi lỡ rồi hay đè rồi chặn chưa đây lại nhảy lưới nhá lại kia Đây là cái bánh súp.
ốm từ kia đến đâu đâu 70 cân này 70 cân này tao lao 70 cân vào đây gặp anh bình quá nhở từ từ anh kia phải góc á chưa có góc ý rồi không được đấy bàn xoay là ui giời hay quá nhở đẹp anh chiêu này hay chiều qua mà sập chiều qua mà mỏng súng rồi sao đây ngồi xuống Đây là chơi môn gì đấy? Cần thủ. À, cầu tay cả à? Cần thủ. Em mà mất cái này coi như mất. Đấy, đấy. Sụt ra đấy, đúng rồi. Ngang người này. Anh Kiên kéo chúng đè nhưng mà Hiếu vả ra phát xuống. Thế thì nếu mà như thế thì mà giải xem ca nó bằng cổ nó bằng này nó mà đè và đè là chết ngay nhưng mà nó không đè nó vả nó chiều kia là... xoay ra xoay ra nào xoay nữa vẫn chém xoay ra nữa đi nữa đi khép bao anh Kiên ơi Rồi, gần vào. Chết. Vào này hay đi cẩn thận, đừng có gì quá vài nó bắt quá bản đấy. Thế nào đấy? Hay hơi quá đấy, quá hơi quá. Mình vào chỗ đấy hay mỏi ghê. Có chết chỗ kia rồi. Mỏi. Nó quá luôn này. Nó quá đấy, không tốt cũng làm gì được, móc cũng lôi được. Càng móc nó càng vào đấy. Không, cơ bản anh Kiên lại bật rồi. Đẩy lên rồi. Tiêu Hiếu thì đè ngay từ đầu sang đè. Không đè được nhầm mà đầu hốc anh Kiên thì chết. Tay anh Kiên lại, tay anh Kiên tự ngửa, mình chỉ đè mà. Kiên móc. Móc đi quy, quy. Quy nữa nào.
lên. Ui giời. À. Mới à? Mày cam của anh quay đẹp cái nhỉ? Cam của anh quay đẹp cái nhỉ? Hôm nay 7 lớp đấy. Anh quay 60 fps. Đúng rồi. Nhiều pit vết hơn nó nhiều nét. Kiền đẹp thế nhờ. Hay to thế. Chết nhìn hai tay như hai cái đường gà. Chưa đâu, chưa đâu anh ơi. Chưa. Chưa. Tay đưa tay hả? Đưa nhau.